Sáng giờ thấy chiếc này là chiếc thứ ba rồi đó, bay vòng vòng trên bầu trời. Đây thêm một chiếc nữa đây, nó đang bay tới. Bay gần tới đi cho dễ quay phim. Mình lia máy còn nhanh hơn nó nữa. I'm faster than the helicopter. Just wonder why they drive. Maybe they just also practicing like us. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Hôm nay Linh quay được cái chiếc máy bay này. Đây là một cái chiếc máy bay khác hoàn toàn với lại những chiếc máy bay Linh đã đi. Và cũng là một chiếc máy bay duy nhất ở cái chỗ này. Nó bay bằng động cơ. Còn những loại máy bay Linh bay á thì là bay bằng sức gió và phải có trợ lực như là dây kéo hoặc là được kéo bằng cái chiếc máy bay này. Thì hôm nay Linh thấy nó chạy từ từ ở đây, đúng dịp Linh đi tới, Linh quay cho mọi người xem. Nhưng mà thôi đi một chút, hãy nói thêm về chiếc máy bay này ha. Bây giờ thì Linh mời mọi người xem Linh lộn 3 vòng ở trên bầu trời nha cả nhà. Ôi cái bác phi công này làm mình một cú kinh khủng thiệt. Wow. Mình không có chuẩn bị gì hết, bắt đầu bắt cho lộn ngược nữa đây. Trời đất ơi, bắt cho mình lộn ngược cái kiểu này cho mình xỉu. Trời ơi, mày chơi kinh khủng quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình lái máy bay mà mình lộn ngược. Chờ cảm giác thận thiệt luôn á. Đảo lại cho chứ Linh là Linh đó. Bây giờ Linh chóng mặt thiệt rồi đó. Bây giờ thì đáp xuống Linh vẫn còn đi được, vẫn còn đẩy cái chiếc máy bay được, không có đến nỗi mà loạn choạng té. Tiếc là hồi nãy khi mà Linh lộn mấy vòng á thì anh xã Linh cũng bay luôn, cho nên không có quay phim cho Linh được. Tiếc ghê ha.
Bây giờ thì mình nói một tí xíu về chiếc máy bay này. Nói ít thôi, không có nói nhiều lắm tại Linh có mục đích khác. I will talk about this airplane, but please let me speak to my Vietnamese audience first and then after that I will turn it to English. Thank you for understanding. Please wait a little bit, just a few minutes later. Đây là một cái máy bay động cơ. Nó hoạt động hoàn toàn khác với cái máy mấy cái máy bay mà Linh đi mấy ngày nay á cả nhà. Thì nó dùng máy trợ lực để cất cánh chứ không phải là dùng cái sức gió. Rồi cái chỗ ngồi á, mọi người thấy đi. Nó cũng khác nữa. Nó có ba bánh xe thay vì là một bánh giống như cái chiếc mấy cái chiếc vừa rồi Linh đi. Và nó có gắn cái cánh quạt ở phía đầu tiên á, cái đầu máy bay. Thiệt nha, là Linh á cũng muốn bay với nó lần này rồi. Nhưng mà Linh đợi đến khi nào mà mình đủ điều kiện trở thành đối tác của YouTube thì lúc đó Linh sẽ coi như đây là một cái phần thưởng nhỏ cho cái nỗ lực của mình á. Cho nên nếu mà các bạn muốn thấy Linh ngồi ở trong chiếc máy bay này thì các bạn làm ơn hãy giúp Linh để cho Linh có một cái like nè và một cái đăng ký thì Linh sẽ sớm được ngồi ở đây. Mong là sẽ có nó trước mùa thu, nếu không thì sẽ lạnh lắm, lười ra đây. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. This is a motor airplane. It works differently. As you see, it uses the engine to fly, not the wind. And the seat is also designed differently, and it has three wheels instead of one. Actually, I want to fly with it this time, but I'll wait until I qualify as a YouTube partner. It will be small reward for my efforts. If you are waiting for that, if you want me to sit to see me sitting in this airplane, please give me a thumb up and one subscribe, and then I will travel with it and make a movie and review it for you later. Thank a lot for watching and supporting me. I wish you have a very nice time, and I hope you enjoy my clips. Thanks a lot, and please come back another time to watch another clips and travel with me around Europe or even the world. Thanks.